Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin gặp nhau cuối ngày ngày 13 tháng 3. Và ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình, chúng ta sẽ cùng cập nhật xem bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì nổi bật nhé. Trong một buổi tiếp xúc với báo chí thì đại diện cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã cử ra một luật sư cùng với phía gia đình làm rõ vụ việc một bé gái 7 tuổi nghi là có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Đề cập đến báo cáo được cho là của phòng giáo dục quận Thủ Đức, bà nữ đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với kết luận trong văn bản này. Việc nhà trường nhận định bé tự té nên chảy máu ở vùng kín là khó có thể chấp nhận được. Bởi theo thông tin của phụ huynh cung cấp thì bé Thanh học lớp 1/8 là lớp bán trú, nghĩa là bé ở lại trường từ sáng đến chiều. Vậy là khi bé bị té vào buổi trưa và máu ra rất nhiều thì nhà trường phải ngay lập tức đưa bé đi khám và liên hệ với phụ huynh để báo lại về sự việc này. Còn đằng này, phía gia đình cho biết là ngày 14 tháng 2 họ không hề nhận được bất kỳ một thông báo nào cho đến khi phát hiện là bé Thanh bị chảy máu. Về phía Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Ngọc Nữ cho biết là hiện tại vẫn đang chờ kết quả cuối cùng của phòng giám định pháp y, nhưng hội sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cùng với gia đình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé. Sáng ngày 10 tháng 3 thì các quận huyện tại thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý vụ việc lấn chiếm vỉa hè và lòng đường. Đối với những người bán hàng rong thì họ tỏ ra khá lo lắng bởi vì tới đây thì sẽ khá khó khăn cho họ trong việc mưu sinh. Và cái khó đã ló cái khôn, khi mà tình huống nan giải thì người ta sẽ nghĩ ra những cách khắc phục mà đôi khi trở thành khoảnh khắc thú vị hơn bao giờ hết. Điển hình là bức ảnh của một người phụ nữ bán cá ở chợ Yên Phụ được đăng tải trên các diễn đàn hơn 1 triệu thành viên và kèm theo dòng chú thích: ngày đầu ra quân đòi lại vỉa hè, cô hàng cá này có cách bán kiểu mới, hoan hô người phụ nữ Việt không ngừng sáng tạo. Và theo như chia sẻ của người đăng tải thì có vẻ như là lo sợ bị phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, cho nên người phụ nữ này đã nghĩ ra cách là dùng dây buộc vào vây cá rồi mang đi bán rong. Bởi cách làm này thì vừa giúp chị có thể bán được cá và vừa không bị xử lý lấn chiếm vỉa hè và lòng đường. Nói về cách làm độc đáo là dùng dây buộc cá thì chị Uyên đã khẳng định cách làm này thì được chị thực hiện gần 2 năm nay chứ không phải là mới đây như nhiều người đã nói. Không phải là tôi nghĩ ra cách bán cá như thế này để đối phó với lực lượng chức năng, mà do nhiều lúc trong chợ bán ế quá tôi phải mang cá đi để bán rong. Xe tải chở hàng tấn gạch bất ngờ gặp sự cố, khiến cho hàng nghìn viên gạch đã đổ ập xuống chiếc xe con ở bên cạnh. Đoạn clip đã ghi lại hình ảnh hàng trăm viên gạch đã đổ ra khỏi một chiếc xe tải mất lái được đăng tải trên các trang mạng xã hội, đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Điểm đáng chú ý hơn cả là số phận hẩm hiu của chiếc xe con đỗ bên cạnh khi đã bị hàng trăm nghìn viên gạch đổ ụp xuống chiếc xe và bao trùm toàn bộ chiếc xe đó. Sự cố hy hữu này xảy ra vào buổi trưa ngày 7 tháng 3 vừa qua tại Trung Quốc, trong khi 4 chiếc xe ô tô nhỏ đang dừng chờ tín hiệu giao thông thì xe tải chở gạch đã bất ngờ gặp sự cố và lao đến. Tài xế xe tải đã cố gắng hết sức để đưa chiếc xe vào làn bên phải để hạn chế xảy ra tai nạn. Nhưng thật không may, ngay lúc đó thì chiếc xe tải đã dừng lại và cũng là lúc hàng trăm nghìn viên gạch đã bung ra khỏi lớp vỏ bọc và đổ ập xuống một chiếc xe con đang đỗ bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt thì hàng chục tấn gạch đã bao phủ lên toàn bộ chiếc xe màu xám ở bên cạnh trong sự choáng váng của những người xung quanh. Khi ông bố đang nghiêm túc trả lời phỏng vấn hãng BBC thì một bé gái đã tiến thẳng tới trước camera và tiếp theo đó là một vị khách đang ngồi trên xe tập đi. Ông Robert Kelly, giáo sư trường Đại học Quốc gia Busan, đang tập trung nhìn vào camera thì bất ngờ cắt ngang bởi một đứa bé mặc áo vàng và đeo kính. Cô bé mở cửa phòng làm việc của ông Kelly và tiến thẳng tới chỗ giáo sư này đang phát sóng trực tiếp. Sự xuất hiện của vị khách tí hon này ngay lập tức đã làm chuyển hướng sự chú ý của mọi người xem. Người dẫn chương trình của kênh BBC đã khéo léo ra hiệu cho giáo sư Kelly biết là có một đứa trẻ đang ở phía sau mà không ngắt lời bình luận của ông. Ông Kelly đã không ngoái lại mà xử lý tình huống theo một cách bình tĩnh. Ông đã cười nhẹ và nói lời xin lỗi tiếp tục. Dù bị đẩy ra phía sau nhưng cô bé vẫn không chịu rời đi. Và ngay sau đó thì vị khách thứ hai là một em nhỏ đang ngồi trên chiếc xe tập đi đã lao thẳng vào phòng để góp vui. Và không lâu sau thì một người phụ nữ đã hớt hải phi vào và kéo hai đứa nhỏ ra khỏi phòng. Không chỉ tiết lộ nhược điểm về sắc vóc mà Ngọc Trinh còn thú nhận khả năng giao tiếp thiếu tự tin của bản thân. Và sau lời bộc bạch đó thì Vòng Eo 56 đã kết luận rằng Trinh không được cái gì hết, chỉ được mỗi cái dễ thương. Sau bộ ảnh nóng bỏng của mình chút bỏ simi hôm 8 tháng 3 vừa qua, mới đây Ngọc Trinh lại hào hứng livestream chia sẻ về buổi chụp hình thời trang. Trong gần 30 phút lên sóng trực tiếp thì người đẹp đã liên tục hé lộ những khoảnh khắc phía sau hậu trường. Nào là vất vả trang điểm ra sao, lựa đồ thế nào, chọn góc máy thế nào để đẹp nhất để có được những bức hình long lanh như vậy. Ngoài nhược điểm là đôi bàn chân giao chỉ, mới đây thì Ngọc Trinh cũng thừa nhận là cơ thể bị biến hình vì thói quen ăn đêm của cô. Không chỉ bị tăng cân mà vòng eo của cô còn tăng lên 5cm liền. Ngọc Trinh còn thừa nhận là tóc mình thưa, cằm quá tròn và mặt hơi to. Không chỉ tiết lộ nhược điểm về sắc vóc mà nữ hoàng nội y cũng thú nhận là khả năng giao tiếp thiếu tự tin của mình. Chỉ nói chuyện thoải mái với những người bạn bè bình thường thôi, chứ Trinh không dám phát biểu trước chỗ đông người. Sau lời bộc bạch này thì người đẹp Vòng Eo 56 đã kết luận Trinh không được cái gì hết, chỉ được mỗi điểm dễ thương. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc cho bản tin gặp nhau cuối ngày ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.